Pháp ra mắt phà không phát thải hạt ô nhiễm. Trước những cáo buộc về gây ô nhiễm môi trường, ngành vận tải biển đang cố gắng thay đổi hình ảnh của mình. Hôm 5 tháng 9, một chiếc phà không phát thải hạt ô nhiễm đã được đưa vào hoạt động trong hành trình giữa Marseille và Bastia của Pháp. Theo hãng sản xuất La Meridional, phương tiện khổng lồ này sử dụng bộ lọc túi Backhouse tiên tiến kết nối trực tiếp với các ống khói, được mô tả là hệ thống đầu tiên thuộc loại này trên tàu biển. Thực ra chúng tôi không đi tìm đâu xa, không phát minh ra bất cứ thứ gì. Đó là một hệ thống, một quy trình đã được sử dụng trong hầu hết nhà máy đốt rác công nghiệp, rác thải sinh hoạt và nhà máy điện sinh khối. Bộ lọc túi đã tồn tại gần 30 năm nay. Vì vậy, thách thức cho chúng tôi là làm cho nó phù hợp với lĩnh vực hàng hải về kích thước và khối lượng. Làm thế nào để đưa nó lên tàu khi tính đến các vấn đề về không gian và sự ổn định? Giám đốc kỹ thuật Christoph Seganov của La Meridional cho biết, chính làn khói đen và mùi lưu huỳnh thải ra từ phà và các tàu du lịch đã đầu độc cuộc sống của người dân Marseille trong nhiều năm. Việc tích hợp bộ lọc túi tiên tiến và ống khói cho phép phương tiện loại bỏ tới 99,9% hạt mịn và siêu mịn, đồng thời giảm phát thải các oxit lưu huỳnh. Cụ thể, lưu huỳnh và các hạt mịn thoát ra khỏi động cơ sẽ được trung hòa bằng natri bicarbonate và sau đó đi qua bộ lọc. Chất thải rắn cuối cùng được đưa vào các bể tái chế. Do đó, không còn bất kỳ khí nhà kính và chất thải lưu huỳnh nào thải ra môi trường. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ video và nhấn tim cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nhé.